Mòng biển B-12, hủy phi cơ săn ngầm đầu tiên của Việt Nam. Ngày 16 tháng 4 năm 1980, Bộ Tư lệnh Quân chủng Không quân quyết định chuyển toàn bộ phi đội MiG-19, Trung đoàn 925, làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia về nước. Các phi công được đi học chuyển loại tiêm kích MiG-21, trực thăng săn ngầm K-25 và thủy phi cơ săn ngầm BRFB-12. Cuối năm 1980, Tư lệnh Quân chủng Không quân ra quyết định thành lập phi đội máy bay săn ngầm B-12 thuộc Trung đoàn Không quân 933, Sư đoàn 372. Năm 1981, 4 thủy phi cơ B-12 được Liên Xô chuyển giao cho Việt Nam. Thủy phi cơ săn ngầm B-12 Chayka, nghĩa là mòng biển, do cục thiết kế Brief phát triển từ cuối những năm 1950. Mục đích thiết kế ban đầu của B-12 dành để săn lùng tàu ngầm hải quân Mỹ nhăm nhe vào sâu lãnh hải Liên Xô. B-12 thiết kế thân như chiếc thuyền để tối ưu khả năng lướt trên mặt nước khi cất cánh, kiểu cánh giống cánh chim mòng biển. Hai cánh đuôi đứng hình bầu dục, thân B-12 chia làm 10 khoang với các vách ngăn kín nước, bên trong lắp khí tài điện tử. Nếu vài khoang bị thủng, máy bay vẫn nổi tốt trên mặt nước. Dưới hai cánh có thêm hai phao nổi để tạo sự ổn định. B-12 trang bị hai động cơ tuốc bin cánh quạt Ichenko Proger AI 20G 5.180 mã lực chiếc, cho phép đạt tốc độ khoảng 530 km/h, tầm bay 3.300 km, trần bay 8.000m, chạy đà cất hạ cánh trên mặt nước là 2.300m, cất hạ cánh trên đất liền là 2.200-1.800m. Cụ thể gồm ngư lôi tự dẫn âm thanh A, 1.450mm có khối lượng 560kg, lắp đầu đạn thuốc nổ mạnh 70-160kg, tầm bắn 5.000m, tốc độ 27 hải lý, H, đầu tự dẫn kích hoạt tầm 500-1000m. Ngư lôi tự dẫn âm thanh A, 2.533mm có khối lượng 1.050kg, lắp đầu đạn 80-150kg, tầm bắn 7.000m. Tốc độ 40 hải lý, H, đầu tự dẫn kích hoạt tầm 1.000m. Bom chống tàu ngầm. Ngoài ra, biến thể B-12LL cải tiến mang được tên lửa hành trình chống tàu siêu âm 3M-80 Moskit. Nhưng B-12LL không bao giờ đi vào phục vụ rộng rãi. Các máy bay B-12 được xuất khẩu và viện trợ cho một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.